Ai cũng biết gạo lứt tốt cho sức khỏe. Nhưng ít ai biết lớp màng cám mỏng manh của gạo lứt ẩn chứa một loại dầu quý giá với dưỡng chất diệu kỳ gamma oregano giúp đẩy lùi cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch và cả đến lớp màng của 200kg gạo lứt để chích ly ra 1 lít dầu gạo Simply. Dầu gạo lứt Simply, dưỡng chất diệu kỳ từ gạo lứt cho một trái tim khỏe. Sản phẩm được Hội Tim Mạch Học Việt Nam khuyên dùng.